Không biết quý vị có nhớ hôm bữa mình quay những cây bông lan của mình, nhưng mà nó cũng không có được khỏe như ngày hôm nay. Phải nói cây lan ngày hôm nay rất là khỏe, chẳng hạn như cái gốc lan này nè, Nhật Thanh, cái này người ta cho mình về mình trồng á, thì cái gốc này nó bị yếu lắm, nó ngã nghiêng ngã ngửa mà nó không có được cứng cáp như vậy đâu. Nhưng mà sau khi Nhật Thanh áp dụng cái phương pháp khoảng 2 tháng nha, mình áp dụng cái phương pháp mình bón cái phân đó, thì cái cây lan của mình nè, quý vị thấy mình dựng lên lại và mình lắc 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 vậy nè, mà nó có cái độ cứng dễ sợ luôn không, nó cứng và mình có thể thấy cái lá khi mà cái cây lan mà nó khỏe mình nhìn là biết liền à. Tại vì cây lan nó mà yếu thì những cái lá nó sẽ rủ xuống dưới, nhưng mà cái cây những cái lá này, cái nạo này nó dựng đứng lên và nó rất là cứng cáp luôn. Như cây lan này nè, hôm bữa nó có cây con là cây này, nó mọc giống như là nó siêu vẹo, nó không có được cứng cáp. Thì Nhật Thanh sẽ để cái video đó cuối, thì quý vị có thấy cái cây lan đó mình để thì mình cắt ra, cái này là cây con mà bây giờ mình chăm sóc cái bông nè, nó lớn lên đẹp ghê, thì nó cứng cáp, cây mẹ bây giờ cũng cứng cáp luôn. Mình phải công nhận luôn á, công nhận bón cái phần đó cái cây mình á thấy khỏe mạnh dữ lắm nè. Cái cây này thì nó được coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó còn mọc thêm những cái nụ ra nữa. Và những cái nhánh này nè, nó u lên thì Nhật Thanh thấy á, nó chuẩn bị nó đâm ra những cái nhánh nữa. Và ngay những cái cây mà Nhật Thanh đã từng trưng qua một lần rồi, thì sau khi mình cắt á, mình bón phân vô, thì bây giờ nó đang mọc cái nhánh thế nè. Bởi vì Nhật Thanh mà trưng lan lâu lắm quý vị, cái mùa Noel mà mình mua lan mình trưng có thể 6 tới 7 tháng luôn mới hết bông luôn á. Nhưng bây giờ mình vừa hết bông cái mình cắt, nó mọc ra những cái nhánh mới nữa nè. Chỉ trừ khi là Nhật Thanh giống như là mình muốn dưỡng sức cho nó thì mình mới cắt hẳn những cái nhánh này thôi. Những cái lá quý vị có thể thấy nó cứng dữ lắm. Còn cái cây này á thì con mình đụng sao nó đang mọc cái nhánh bông ra nó gãy, nhưng mà hiện tại á thanh nó thay thế thành những cái nhánh nhỏ khác, nó gãy cái ngọn rồi. Thì mình nhìn thấy cái lá nó cứng lắm, thì Nhật Thanh sử dụng cái phương pháp nào để mình bón những cây lan này, thì hôm nay Nhật Thanh muốn chia sẻ. Đó là Nhật Thanh sử dụng đậu nành nha. Đậu nành thì mình mua cái loại rẻ tiền, không cần mắc tiền quá, và mình dùng cái máy xay sinh tố nhỏ mình xay, mình có máy lớn thì cũng được. Nếu mà cái máy mình yếu quá thì mình xay ít, nhưng mà trường hợp cái máy của Nhật Thanh mạnh đó thì mình có thể xay nhiều hơn. Mình bỏ vô khoảng như đây, thì mình xay thật là nhuyễn luôn. Sau khi Nhật Thanh xay nhuyễn như vậy á, mình ngâm nước á thì mình dễ lấy cái chất đó ra hơn. Tại vì nếu mình bón ở phía ngoài á, thì mình không cần xay nhuyễn quá. Nhưng mà khi mà mình bón phân cho những, mình làm phân cho những cây lan này á, thì mình nên xay nhuyễn một chút xíu. Thì trong một cái thao nước này á, thì khoảng chừng 1 ga-lông nước, thì Nhật Thanh sử dụng khoảng chừng 3 muỗng cà phê dung như vậy luôn, 3 cho tới 4 muỗng cà phê. Mình bỏ vô trong cái thao nước này. Và mình khuấy đều lên, mình ngâm chừng khoảng
vài tiếng đồng hồ rồi mình hẳn sử dụng cái phân này tưới cho cây. Nếu mà mình thấy ít quá thì mình có thể tăng cái dung lượng lên. Tùy theo cái cây mình chịu đựng như thế nào, nhưng mà thường thường á, cái một cái thau này Nhật Thanh bỏ chừng 3 hay 4 muỗng à. Để mình lấy cái muỗng bự mình khuấy lên cho nó dễ. Lấy cái muỗng bự này mình khuấy lên. Tại vì mình ngâm cho vài tiếng á, cho cái đậu nành nó ra. Mình không cần bỏ quá nhiều đâu, tại vì lan này á thì khoảng chừng nửa tháng Nhật Thanh tưới một lần. Giống như là tuần này mình bón phân thì tuần sau mình bón nước. Hay là 3 tuần tùy mình nha. 2 tuần mình có thể bón một lần, 3 tuần mình có thể bón một lần, hay là 1 tháng mình bón một lần. Tại vì đậu nành á nó cũng không có làm nóng cho cây lắm. Với lại lan á, cái gỗ á, cái nước mình tưới á, nó thoát ra rất là lẹ luôn, nó bám lại không có bao nhiêu hết trơn á. Thì tùy theo mình, 2 tuần có thể bón lần, 3 tuần có thể bón lần, 1 tháng có thể bón một lần. Rồi mình để vậy mình ngâm nha. Sau khi mình ngâm xong á thì mình nên lượt qua. Tại vì mấy cái cặn này nè, nó dính vô trong chậu á, nhiều khi tới thời gian á nó bị mục rửa rồi nó sanh ra mấy con bọ hóng á, nó bay vô nhà mình á, mình không có thích. Nên mình lọc bớt bỏ mấy cái cặn này đi. Mà mình cũng không có giục mấy cái này nữa, Nhật Thanh sẽ đem cái này bỏ ra những cái chậu phía ngoài, ngoài vườn của mình á. Mình chỉ lấy nước thôi. Nè, mình chỉ lấy nước thôi chứ mình không có lấy cái xác của đậu nành nha. Thì mình tưới. Với lại á, mấy cái xác đậu nành á, này nè, mình mà tưới vô trong chậu á, nhiều khi nó cũng hay gây ẩm mốc lắm trong nhà á. Nhất là mấy cái rơm này quý vị. Mấy cái rơm này nè, dễ gây ẩm mốc lắm. Cái gỗ thì đỡ hơn, cái gỗ thì đỡ ẩm mốc hơn. Nhưng mà mấy cái rơm này nè, mình tưới á, nó dễ gây ẩm mốc lắm. Bởi vậy á, mình muốn dùng sữa, mình muốn dùng đậu nành á để tưới cây trong nhà thì mình nên lượt nha. Nhật Thanh đề nghị nên lượt, mình không nên để. Mình tưới bất kỳ cây gì trong nhà mình cũng được hết. Cây mình rất là khỏe mạnh luôn, như cây kế bên Nhật Thanh trồng, nó cũng khỏe mạnh nữa, mình tưới cho nó. Trước khi mình tưới vô những cái chậu lan này thì mình nhớ khuấy đều lên. Tại vì nhiều khi cái nước đậu nành nó lắng xuống ở phía dưới. Và một chậu như vậy thì mình có thể tưới 2 muỗng hay 3 muỗng tùy mình, Nhật Thanh thấy không có thành vấn đề đâu. Mình vừa quay phim á, mình vừa tưới nên nó hơi lệch ra ngoài một chút xíu. Thì mình tưới nhiều quá mà nó sẽ đọng nước ở dưới thì nó dễ, sau này nó dễ gây tình trạng hôi lắm, tại vì đọng nành mà. Thì bởi vậy á, Nhật Thanh thấy hay và tốt nhất là sau khi mình tưới, mình để qua một ngày một đêm nó thấm vô trong cây rồi đó, thì mình đổ cái nước này ra. Mình đổ cái nước ở dưới cái chậu ra. Đây, nước ở dưới chậu nè, mình đổ ra. Tại vì đậu nành nè quý vị, nó sẽ lên men chua đó. Rồi mình bỏ ngược cái này lại vô đây thôi. Thì cứ một tháng nay Nhật Thanh, tuần này cái mình bón đậu nành, cái tuần sau cái mình bón nước, mình tưới nước bình thường. Xong rồi cái tuần tới nữa mình bón đậu nành. Tại vì cái mùa đông này nó mát, Nhật Thanh làm không có thành vấn đề. Nhưng mà tới cái mùa hè thì Nhật Thanh nghĩ 3 tuần hay là 1 tháng nha, mình bón một lần. Còn mùa đông này á, thời tiết quá mát đi nên Nhật Thanh bón sao không thành vấn đề. Nhưng mà tới khi mùa hè nóng á, thì mình nên lưu ý, dù phân nhẹ hay phân gì cũng vậy, mình nên lưu ý một chút xíu. Thì đó là cái cách Nhật Thanh bón cây lan.
Mấy cái cây này khi mà Nhật Thanh đem về trồng, người ta cho yếu lắm quý vị, yếu lắm. Nó cứ cong cong vẹo vẹo rồi nó ngã nghiêng ngã ngửa rồi rễ chết này nọ kia mình chăm sóc. Thì nay quý vị thấy không, cây nó cứng cáp, nó lên. Rồi mấy cái cây, không phải là Nhật Thanh nói mình hay cái gì, nhưng mà tại vì mình trồng cây mình quen rồi, mình biết cái nó, cái cây nó cần cái gì, nên về Nhật Thanh chăm sóc á là nó ra bông. À như mấy cái cây này nè, lúc mà người ta cho mình á, người ta chân xong là nó không bao giờ ra bông, nhưng mà Nhật Thanh đem về trồng á là nó ra bông, mà nó xuồng cái là nó bị gãy cái nhánh rồi. Như cây này á, hôm bữa mình tưởng nó chết rồi đó, lúc mình đem về mình tưởng nó chết rồi, nhưng mà khi mình trồng nè, cái rễ nó cứng nó bự lên nè, nó mọc ra mấy cái rễ này tốt ghê á. Xài đậu nành á nó cũng không thua kém gì phân bón lan đâu nha quý vị, nó không thua kém gì đâu, tốt lắm. Và ngay Nhật Thanh dùng đậu nành tươi mình tưới cho những cây lá dứa này, nó rất là xanh tốt, phải nói xanh tốt dữ lắm. Cho dù mình để trong nhà nha, không có ánh nắng, không có cái không khí ở ngoài, nhưng mà nó được rất là tốt. Như Thanh phải nói rất là tốt. Mình tưới cho những cây lá dứa này luôn. Như mấy cây lá dứa này ở đây nè, Nhật Thanh cũng tưới sữa đậu nành luôn. Hôm nay nó rất tốt nha quý vị. Nó cao, nó xanh tốt, không khác gì mình trồng ở ngoài trời. Không khác gì trồng ở ngoài trời luôn. Còn mấy cây lá dứa nè, Nhật Thanh để ngoài đây mà mình không có sử dụng máy hít nha. Ba mươi mấy độ không có thành vấn đề luôn. Mình mấy bữa nay á mình vẫn đợi ở ngoài ngoài trời này chứ mình không có đem vô trong nhà. Thôi Nhật Thanh xin ngưng video ở đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ nha.